Chào các bạn, mình đang có trên tay một chiếc camera hành trình và có thể nói đây là một cái mẫu hot nhất của đầu năm 2022. Và trong video này thì chúng ta sẽ đi mở hộp để tìm hiểu xem cái chiếc cam này thì nó có gì nhá. Và xin bật mí với các bạn, đây là mẫu cam M500 đến từ thương hiệu 70mai. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu Vâng và bây giờ thì mình sẽ đi mở hộp cái chiếc M500 này nhá Rồi và đây là những cái sản phẩm mà mình sẽ mở hộp cho các bạn xem Và các bạn sẽ thấy một cái điểm rất là lạ đúng không Tại vì trong video này thì các bạn đã thấy là chúng ta có tới 3 chiếc cam Và hình ảnh các bạn nhìn thấy thì vẫn là chiếc M500 Ngoài ra thì sẽ còn hai cái hộp này nữa Thì uh, trong video này ngoài cái việc mà mình sẽ giới thiệu cái chiếc M500 ra Thì mình sẽ mở hộp thêm những cái phụ kiện mua kèm Phụ kiện mua kèm nhé chứ không phải là đi kèm đâu nó là cái gì tí nữa thì mình sẽ giới thiệu chi tiết và bây giờ thì mình sẽ giải thích cho các bạn vì sao mình mở hộp chiếc M 500 mà lại có ba cái hộp ở đây đây mình sẽ cho các bạn xem mình sẽ cho các bạn xem ở đây đấy các bạn sẽ thấy có một cái sự khác biệt cái điểm khác biệt của M 500 với những cái cam khác ở trên thị trường đấy chính là nó tích hợp luôn cái bộ nhớ ở phía bên trong cam chứ không phải là cái thẻ nhớ mở rộng nữa Bộ nhớ được tích hợp sẵn ở trong cam ấy thì nó sẽ có một cái khuyết điểm đấy là các bạn sẽ không thể thay đổi được cái dung lượng lưu trữ. Ví dụ như là các bạn đang chọn cái bộ nhớ 32GB và bây giờ do một số những yêu cầu phát sinh mình cần phải 128GB thì với chiếc cam này các bạn sẽ không thể thay đổi được nhá. Tuy nhiên thì cái việc tích hợp bộ nhớ trong ấy thì nó lại giúp ích cho chúng ta cái vấn đề là như thế này rất là nhiều bạn trong quá trình mua cái cam hành trình này này và sử dụng cam thì hay đi ra mua thẻ nhớ thực ra là các bạn cũng không phải là tiết kiệm đâu tuy nhiên thì cái việc ở thị trường ấy có rất là nhiều những cái dòng thẻ nhớ nhái thẻ nhớ chất lượng kém dẫn tới cái tình huống là khi mà chúng ta lắp đặt vào cam ấy thì nó sẽ bị cái tình trạng là không nhận này rồi nhận nhưng mà lại không ghi hình này đấy hoặc là trong cả một chuyến hành trình thì có đoạn ghi có đoạn không ghi cực kỳ là khó chịu và nó còn thêm một cái trường hợp nữa đấy là những cái chiếc thẻ nhớ chính hãng rồi nhưng nó có thể là bị kén do cái con chip nát hay là do một số những cái phần nó sẽ không nhận được và ở trên cái chiếc M500 đã tích hợp sẵn cái bộ nhớ trong như thế này thì các bạn không bao giờ phải lo những cái trường hợp như vậy và các bạn sẽ thấy mình có cái phiên bản bộ nhớ trong 32GB này bộ nhớ trong 64 và bộ nhớ trong 128GB ok rồi và tất nhiên thì nó cũng giống nhau hết thôi nó sẽ không khác gì đâu mình sẽ tiến hành mở hộp một cái bản 64GB đi để cho các bạn xem trong hộp nó sẽ có gì À đây, trước tiên thì các bạn sẽ xem hình ảnh của sản phẩm đấy nhá Và phía dưới này thì chúng ta sẽ có tên 70mai Tascam M500 Đây là cái vỏ hộp nó khá là quen thuộc rồi, các cái mẫu khác thì nó cũng có cái vỏ hộp tương tự như thế Ở phía đằng sau đây thì các bạn sẽ có một số thông tin mà mình nghĩ các bạn cũng sẽ khá quan tâm ấy Đầu tiên là cái mắt cam này sẽ có độ phân giải là 2592 x 1944 ở cái tỷ lệ là 34 giống như là chiếc cam hành trình a 500 m Tuy nhiên ở cái phiên bản này các bạn sẽ có thêm một cái lựa chọn nữa để chuyển về cái khung hình tỷ lệ 169 thì lúc đó chúng ta sẽ có cái độ phân giải là 2592 x 1456. Rồi và ống kính thì chúng ta cũng có góc rộng lên tới 170 độ. Đây là cái góc nhìn rộng cao nhất của 70 mai. À, với những cái chiếc cam mới đây thì mới có góc nhìn rộng lên tới 140 độ thôi, nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ có 170 nhá. Và khẩu độ của ống kính thì là F2.0 thôi. Đấy, những thông tin đấy thì chắc là các bạn quan tâm, còn những cái thông tin khác thì chúng ta bỏ qua đi. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp. Đầu tiên thì các bạn sẽ có cái sách hướng dẫn sử dụng này ở trong cái bộ sách hướng dẫn sử dụng thì chúng ta sẽ có hai cái miếng dán từ cái này thì mình sẽ lắp đặt cam và mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái tính năng của nó ngoài ra thì các bạn sẽ có một cái sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng anh cái này đọc thì thực sự là sẽ rất là khó khăn và mình sẽ có một cái video hướng dẫn sử dụng chiếc cam để cho các bạn có thể dễ dàng hơn trong việc sử dụng rồi và đây là chiếc cam của chúng ta bỏ qua một bên mình sẽ đi tìm hiểu về phụ kiện đã thì phụ kiện ở đây các bạn sẽ có một cái gì đây nhỉ đây là cái giá đỡ này à, Tí nữa thì mình sẽ giới thiệu kỹ hơn về cái giá đỡ này Tiếp đến thì các bạn sẽ có cái tàu Ở đây thì chúng ta sẽ có tàu là hai cổng nhé các bạn nhé Và cái cổng đỏ trên này này nó sẽ chỉ cắm được cho cam thôi Và tổng dưới thì chúng ta có thể sạc điện thoại Tuy nhiên thì các bạn phải hết sức lưu ý là cái tàu này thì công suất của nó tối đa chỉ có 3,4A thôi Trong khi đấy cam bình thường ấy nó sẽ yêu cầu là 2A và nếu như các bạn mà vừa sạc điện thoại mà vừa sử dụng cam ấy thì có thể cái tàu này sẽ không đáp ứng đủ dòng nhá dẫn tới cái tình huống là điện thoại của các bạn có thể sạc cực kỳ lâu mới có thể đầy được hoặc là chiếc cam này sẽ bị rơi vào cái tình trạng yếu điện và ghi hình nhưng mà lại không ghi được lên thông tin lên trên thẻ nhớ nếu như các bạn mà có nhu cầu sử dụng điện thoại và cam cùng một lúc thì theo mình các bạn nên mua một cái tàu khác có cái công suất tốt hơn rồi bên này xem nào bên này thì chúng ta sẽ có sợi cáp này cái sợi cáp này cũng hơi khác biệt một chút xíu ở đây chúng ta sẽ có cái đầu chuẩn USB Type-C nhá Trước đây thì các cái dòng cam 70 mai khác ấy, thì cái chân cắm nó chỉ là chân micro thôi Đấy, sợi dây dài 3 mét rưỡi này Chúng ta sẽ có một cái đế dán 3M sơ cua này Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái cây cài Đấy, các bạn sẽ lắp đặt cam ấy thì sẽ sử dụng cái cây cài này để cài dây hoặc là cậy nhựa Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về chiếc cam nhá Thì cái phần đế cam này này thì các bạn chú ý là đây thì nó sẽ có cái phần đế để chúng ta giá lên kính và tùy vào cái góc nghiêng của kính lái thì mình sẽ chỉnh làm sao cho nó phù hợp và cái này rất là chắc chắn này. Nó sẽ không bị uh, ượn ẹo đâu. Đấy. Và chúng ta sẽ lắp cái chiếc cam này vào cái đế này thì các bạn sẽ chú ý ở đây nó có cái mũi tên đánh dấu này. Ở đây cũng có cái mũi tên đánh dấu này. Khi mà lắp đặt đấy thì các bạn sẽ để vào đây này. Chúng ta sẽ đẩy này. Và ở đây chúng ta bấm cái thì nó sẽ kêu tách nghĩa là nó đã chốt được rồi. Đấy và cái chân cắm nguồn ở đây là chân tay xi si này. Logo 70 mai này. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái mắt cam này phía bên này thì chúng ta sẽ có cái nút nguồn ở đằng sau thì sẽ có thông tin đấy đấy tất cả thông tin về cái cam này nó chỉ đơn giản như vậy thôi có một số bạn thì hay lan tăn cái câu chuyện là chiếc cam có màn hình và không có màn hình các bạn yên tâm nhé với những cái chiếc cam thế hệ mới bây giờ ấy thì các bạn đều có thể kết nối được với điện thoại để chúng ta điều khiển một cách dễ dàng với những cái chiếc cam trước đây khi mà chưa kết nối được với điện thoại thì các bạn cần phải có màn hình để chúng ta điều khiển và thao tác dễ hơn đúng không thế nhưng bây giờ thì chúng ta kết nối được với điện thoại rồi mở điện thoại ra và điều khiển rất là nhanh bù lại những cái chiếc cam không có màn hình thì các bạn sẽ có một cái kích thước cực kỳ là nhỏ gọn và khi mà lắp lên xe thì nó sẽ không bị vướng mắt chúng ta khi mà tham gia giao thông đây các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh thì rõ nhất bây giờ mình sẽ minh họa cái chiếc cam có màn hình Mà đây là một chiếc A400 cũng đã rất là gọn so với những cái dòng cam khác rồi nhé Thế nhưng nó sẽ vẫn hơi vướng mắt hơn so với cái chiếc M300 Các bạn nhìn ở trên màn hình đi đúng không? Rồi và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem vì sao mình lại đưa hai cái sản phẩm này vào cái video mở hộp của chiếc M500 Bởi vì rất đơn giản thôi hai cái phụ kiện này nó sẽ hỗ trợ cho M500 để M500 có những cái công nghệ tối ưu tối tân nhất hiện nay Nếu như mà tham chiếu với các cái dòng cam hành trình cùng phân khúc giá Và đầu tiên thì mình sẽ mở cái hộp này đi nhá Thì cái sản phẩm này là một cái bộ hardware kit Nói tới HDMI kit ý, thì chắc chắn là các bạn nếu như bạn nào mà tìm hiểu cam hành trình 70 mai thì các bạn cũng biết rồi đúng không? Và mình đã có hai cái video nói về cái bộ HDMI kit này rồi. Tuy nhiên thì ở trên cái bộ HDMI kit này dành cho M500 thì nó sẽ hơi khác một chút xíu đây này. Mình sẽ cho các bạn xem. Đây. M500 nó sử dụng chân USB Type-C Chứ nó không phải dùng cái chân micro Giống như là những cái phiên bản cam trước nữa Vì vậy cái bộ hardware kit này hiện tại thời điểm này thì nó cũng sẽ dành riêng cho M500 thôi và không thể dùng được cho những cái dòng cam khác của 70 mai rồi và tới cái phụ kiện thứ hai đây cái này rất là thú vị đây này trước đây thì các bạn nếu như mà có nhu cầu về đo áp suất lốp ấy thì các bạn sẽ phải mua thêm một cái thiết bị đo áp suất lốp riêng thế nhưng nếu như các bạn mà sở hữu bốn cái van này đây cho các bạn xem bốn cái van 70 mai nắp ngoài như thế này nó sẽ tương tác trực tiếp với cái M500 và tất cả những cái thông tin về áp suất lốp các bạn sẽ được hiển thị ở trong phần mềm 70 mai trên điện thoại hoặc là thông báo về cam để cho các bạn biết đấy cái van này thì van lắp ngoài thôi rất là đơn giản thì các bạn sẽ có những cái cà lê ngược này rồi vít này chúng ta sẽ vặn vào vòi sau đó thì mọi thông tin nó sẽ được truyền tới chiếc cam và cái van ngoài này thì cái thời gian sử dụng ấy nó sẽ loanh quanh trong vòng từ 6 tháng cho tới một năm và khi đấy thì các bạn có thể thay pin nhá. Mình sẽ mở ra cho các bạn xem. Cái pin này là cái pin đồng hồ rất là phổ thông thôi, mua dễ lắm. Đây, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có cái pin đồng hồ. Đấy, sau 6 tháng đến 1 năm mình sẽ có thể thay. Và cái mã của cái pin này đây, các bạn sẽ thấy cái mã của pin này là CR1632 nhá. Chúng ta cứ ra những cái hiệu văn phòng phẩm tìm uh, mua cái pin mã CR1632 thì sẽ thay thế được một cách đơn giản Đấy, thay xong rồi mình lại vặn lại Thế nhưng các bạn cần phải hết sức lưu ý là như thế này Cái bộ van cảm biến áp suất lốp này của 70 mai Cũng như là cái bộ hardware kit này là hai cái thiết bị mua rời, mua thêm Chứ không phải là nó đi kèm theo cái chiếc M500 nhé các bạn nhé Chiếc M500 khi mà chúng ta mua ấy thì nó sẽ như thế này Nó sẽ là nguyên hộp như thế này và trong đó thì chỉ, chỉ có chiếc cam mà mình đã mở hộp của cái này vừa rồi cho các bạn xem rồi rồi Và như vậy thì mình đã mở hộp xong cái chiếc cam hành trình 70mai Dashcam M500. Và mình sẽ có những cái video riêng biệt về cái chiếc cam này để cho các bạn tìm hiểu nó dễ dàng hơn. Mình sẽ có video về đánh giá những cái công nghệ, những cái tính năng của chiếc M500 này này, rồi chất lượng ghi hình của chiếc cam này cũng như là hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn lắp đặt, vân vân. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký và bấm nút chuông ở bên cạnh cái nút đăng ký đấy để khi mà mình có cái video mới về chiếc M500 nó sẽ thông báo đến ngay cho các bạn. Và nếu như các bạn có nhu cầu về sản phẩm này thì mình sẽ để lại link mua hàng ở dưới phần mô tả video. Các bạn vào đó đảm bảo với các bạn luôn, giá cực kỳ cạnh tranh so với mặt bằng chung của thị trường hiện nay. Rồi, và video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.